Luộc trứng đây, không biết luộc trứng á trời.
luộc nữa.
không có không 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 thôi, vì em sợ là món quá ăn hết xong chẳng có cái gì chấm nữa. Trên tay em là hai vị hành và vị công nha.
món chấm mới với hoa quả thì phí quá. Nay nóng nực đây là mình sẽ chủ tài là món cuốn nha. Thì tất nhiên là mình sẽ dùng lườn gà hoặc là ốc gà rồi, còn bỏ biết lườn gà và cái gì nên là mình lấy cái sốt này mình ướp luôn. Mình ướp với cả vị hành nha, chứ thịt gà mà ướp với cả vị tôm thì nó hơi kỳ kỳ. Rồi ướp tầm khoảng 5 phút thì mình sẽ cho vào nồi chiên không dầu. Tiếp đến thì mình sẽ sang đến bước chuẩn bị rau xanh. Có cà rốt này, rau xanh cả rau tía tô, nó cũng là màu sắc rồi đây nhưng mà vẫn không kết thúc cái màu vàng vàng ấy, nên là mình quyết định rán thêm 3 quả trứng. Trứng thì mình sẽ rán mỏng mỏng ra, xong rồi mình sẽ thái sợi chỉ mà có thái được anh chưa biết nha, bởi vì như kiểu là trứng đâu cũng như là nó cũng sao đi vào lòng đất. Yeah.
Bảo anh nào là bạn làm một công dụng. Cái chuyện là một công dụng, ví dụ như bạn bỏ vô một cái cối này, bỏ vô một cái cối này bạn bỏ đá đúng không? Đầu tiên là mình làm một công dụng thì cần đá, thì cái số lượng mà đá vàng luôn luôn là gấp đôi đúng không? Thì một cục đá là 400 đá này, 400 đá lượng, và còn lại là đá vàng thì nó sẽ cho ra mình là 100, rồi nó sẽ cho ra 100 kg thôi. Thấy được cái tiền lợi của cái máy này đúng không? Rất là nhiều thứ. À, nhận cái một cái là như là mình làm cái maintenance đúng không?